Xin chào anh em nhé. Thì video này mình sẽ nói một chút về một số cái update, cụ thể là sau bảo trì và một số cái linh tinh anh em hay hỏi dạo gần đây. Thì tiện thì thôi làm luôn. Chúng ta đi thẳng vấn đề nhé. Thì trước hết là mấy cái nó xuất hiện sau bảo trì đi. Thì nếu anh em full LV220 thì nó sẽ mở khóa cái chức năng bộ sưu tập. Đây, anh em ấn vào đây. Nếu mà full 220 thì nó sẽ mở khóa. Cái này thì trước mình đã nói rồi, nhưng mà bây giờ nó sẽ thêm một cái mới là cái con đường sưu tập. Anh em có thể ấn vào đây nhìn qua. Thì khi mình kích hoạt mỗi LV nó sẽ có một số cái. Ví dụ như là LV1 thì sẽ được một cái khóa mặt X. Đây, và thêm 1% công. LV2 là máu, LV3 là công, 4 sẽ là được một hình cái khóa hình con lợn. Nói chung mấy cái khóa tí mình sẽ nói sau. Và đây, nói chung nó cứ tiếp tiếp tiếp, tiếp. Nếu anh em nào mà mở thì anh em có thể xem ở đây nhé. Nói chung nó không có gì khó hiểu lắm. Còn cái khóa con lợn này thì chúng ta ngoài việc kiếm ở đấy thì cũng có thể, hình như khóa con lợn thì không có phải. Ngoài việc kiếm ở đấy chúng ta có thể kiếm ở shop Sunny đấy, nhưng mà chỉ là cái khóa con ếch thôi. À, cái USB con ếch, nhầm. Dạo này leo tháp nhiều đâm ra cái ám ảnh từ khóa. Thì một tháng chúng ta có thể mua một lần và với giá là 1 triệu lông chạc. Còn cái USB con gà này thì sẽ là tăng máu tí tí. Nói chung là chúng sẽ nói chung là cái này thì nó sẽ là vĩnh viễn, nhưng mà nếu mà bảo là ngon thì cái USB con ếch là ngon nhất. Tại vì sao? Thì đây, vào một con bất kỳ đi, ví dụ con mấy củ của mình, thì nếu mà anh em 220 anh em sẽ mở khóa cái tính năng hồ sơ gốc. Thì anh em mở khóa cái này sẽ bằng cái USB con ếch, mở khóa cái này sẽ bằng USB con lợn, cái này sẽ là USB con gà đấy. Thì mở khóa chúng ta sẽ được cái gì? Được cái phần trăm đam ở trong cái LV của anh, LV của bộ sưu tập ấy. Đấy, em nhìn này, kỷ niệm sưu tập cấp 9 sẽ tăng thêm 1% đam. Nói chung cái này nó không nhiều cũng chả ít, anh em cứ nâng từ từ. Cái này thì tăng máu, còn cái này thì tăng, chắc là tăng thủ thôi. Nó chỉ loanh quanh có ba cái ấy. Đây, như ví dụ một con trưa chẳng hạn. Đấy, cái này sẽ là ếch, cái này sẽ là lợn và cái này sẽ là gà. Anh em có thể ấn vào đây. Nó sẽ ra những cái cách để anh em lấy, một là tăng LV của bộ sưu tập. Hai là mua ở shop Sunny, cái này thì chỉ có mỗi sưu tập thôi. Còn cái này thì chỉ Sunny thôi rồi. Ừ, đúng rồi. Đấy. Nên anh em hãy cân nhắc để nâng nó chuẩn chỉ nhé. Ví dụ như kiểu con Miku chẳng hạn, nó là tướng đam thì anh em chỉ nên đập cho nó cái con ếch thôi để nó tăng đam thôi. Mình lúc đấy mình không biết, anh ấn pop phát xong thế là quay ra mất toi con lợn luôn, mệt hết cả người. Ơi thôi bỏ qua đi. Một cái tiếp theo sau khi update nữa nó mở là cái Final Counter Strike này. Đây, tiếng Việt mình là phản kích cấm địa. Trời ơi nghe oai thế. Thì nó sẽ mở thêm hai mốc nữa là mốc 5 và mốc 6. Nói chung mấy cái mốc này thì chắc chỉ mấy anh em top hoặc mấy anh em OB này kia, chứ còn như mình mốc 6 nhìn thấy quái nó tát mỗi cái bay. Chỉ có mỗi Let's Red một số cái thì mình còn kia được. Đây, đến cốt vi mình cũng chưa đánh được. Aza đánh được một phát hết, khó lắm. Nói chung là chỉ cần anh em mở 5 thôi thì anh em sẽ có thể nâng được cái bộ sưu tập này. Đây, cái nhàn nhà phích tư nhân này. Đấy, thì nó sẽ mở được cái phần thôi anh em tí nhá. Nó sẽ mở được cái phần nâng phần trăm thủ. Từ từ. Xem giống con nào
cần nâng không? Mình đi một vòng luôn. Này mình cũng ấn toàn ấn sweep là nhanh, không để ý mấy. Mẹ hôm nay nó cũng ra thêm một số con mới vào cái bộ sưu tập này, dần ra mình nghĩ nó cũng sẽ ra thôi. Cái này thì hình như là cũng cũng hôm mình làm là hôm nào nhỉ? Chung cách đây cũng lâu ấy, mình thấy cũng lâu, cũng phải tên tầm 2 tuần gì ấy, mới thêm được. Nói chung kệ đi, cái này nó cứ cho để anh em cứ up. Mình nghĩ là nếu mà anh em, nhất mấy anh em Âu thì cái vấn đề đấy không khó lắm, xương nó không nhiều. Ví dụ mình cứ cho là một ngày bạn sweep tối đa được 10 lần mỗi cái thì là 50 đi. Tại vì 5 5 xương phát mà. 5 5 nhân 3 150, 150 mới lại cái ngựa tam gia một hệ x5 là 50. 50 cũng 150, nói chung ngày tầm 300. Ngày 300 thì đối với anh em kể cả free 240 lực không nạp gì thì cũng được mà. Với anh em ngày được tầm 240 đúng không? Anh em mua thêm 2 phát ở đây thế là anh em được thoải mái rồi. Chỉ có cái áp tiền thì nó hơi mệt tí. Và tiếp theo sẽ là cái xúc thu hồi, đợt trước mình có nói nhưng mà không có hình ảnh. Đợt này mình có hình ảnh thì chúng ta nói lại chút. Thì đây, như anh em có thể nhìn thấy thì một cái món đồ này nó sẽ tương ứng với lại 250m cỏ IP hoặc 80.000 tem. Nói chung một khi mình đã lên đến cái tầm này thì tem với cỏ nó không kinh kinh khủng lắm. Nói chung cần thì vẫn cần nhưng mà nó không không kia lắm. Thì cụ thể nó sẽ tùy cái anh em mua, nó sẽ nâng cho anh em là 200 dam và 400 máu tùy theo class. Ví dụ như kiểu là tanh thiết giáp thì là cái này sẽ là đấu sĩ, cái này sẽ là xạ thủ, thuật sư và hỗ trợ. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là anh em nên để mua cái thuật sư và cái hỗ trợ hợp lý hơn. Tại vì sao? Vì nó là tem. Còn XP chúng ta sẽ mua cái gì? Chúng ta sẽ để mua me và sticker. Mình dạo này mình hay gọi là sticker đấy. Ừ, vui thế. Thì nói chung những anh em nào free VIP thấp ấy, thì một tháng được 200 mở cỏ là đã dạng là phải mở các gói này kia và map khá là cao rồi. Còn lại nếu mà muốn một tháng đủ 300 thì mình nghĩ là phải rơi tầm VIP 9, VIP 10 gì ấy, thì mới đủ. Cộng thêm map cao tầm 33 hoặc 34. Và một số cái gói kiểu mình farm lung tung giống cái gói vàng này. Anh em tích mở thêm ra thì chắc là được. Còn mình thì một tháng còn không không đủ đổi 300. Thì tầm 200, đợt lâu tính là được 205 mấy, 206 mấy, vẫn không đủ. Nếu mà chắc là nó phải ra nhiều cái gói đấy thì may ra mới đủ. Còn tem thì nó lại là vấn đề khác. Tại vì lên trên cao thì mình chỉ thấy có 2 nguồn tiêu tem chính, là một là áp đồ, hai là mua cái này. Mua cái này nếu mà bảo bảo nó mua cái mảnh huy hiệu vàng này thì nói thật là không nên mua, tốn mà không đáng bao nhiêu. Trước thì nếu mà chưa có cái này thì mình hay đổi cái gói vàng này, nếu mà như thừa thừa thì mình hay đổi. Bây giờ nó ra cái này thì mình nghĩ là các bạn nên tích đổi cái này thì hợp lý hơn, tại vì cái này cũng chỉ một lần thôi, cứ tích tích dần là nó được mà. Tại vì tem anh em ngoài áp đồ anh em chả làm gì, nó cứ lên dần dần dần. Đấy, đợt đấy mình nhiều, mình đổi 4 phát xong sau nó ra phát rồi thôi, coi như lỡ, giờ lại tích lại cũng chả sao, sau rồi dần dà mình có hết mà, nó tăng cho chút chỉ số cũng hay. Và cái gì ấy nhỉ, giờ lại quên, dạo này đầu óc lú lẫn kinh. Skin bỏ qua đi, skin chả có gì đặc biệt lắm. Cái này thì cũng không có gì, hôm qua mình xem nhưng cũng không không có gì đặc biệt lắm.
cũng chỉ là bảo trì xong hết. À, nhiều anh em có hỏi cái vấn đề là collab. Ừ. Thôi thì cũng tiện nói luôn đi. Là theo như mình biết đấy thì server Japan bên Nhật thì collab Miku nó quay lại được một lần. Đấy là do gamer bên đấy hô hào gào hét nhiều. Chắc thế thì nó mới ra được một lần. Còn lại các server khác như bản Hàn, bản Trung hoặc là bản Đài kia. À, các server tiền nhiệm ra trước thì chưa thấy cái collab mà nó quay trở lại cả. Đấy, đấy là những cái gì mình biết và những gì anh em chơi bản khác anh em có chia sẻ lại là thế. Thế nên nếu anh em mà muốn ăn collab này kia thì cứ để đi. Với mình nghĩ cái vấn đề là không phải là collab quay lại hay không, mà là vấn đề anh em có tài nguyên hay không. Không có tài nguyên đấy thì ra collab nó cũng như không thôi. Thế nhá. Còn dĩ nhiên thì mấy cái mảnh này sẽ là mảnh của con Miku và mảnh con Rimu. Đây, anh em có thể ấn vào đây, nó có chữ Hatsume Miku rồi. Mình hay gọi là Miku Ohashi. Nói chung là mấy cái đấy chắc anh em nam giới đều biết. Mấy chị em thì chắc là thôi bỏ qua đi. Đoạn này cắt đi, đừng nghe, bị tai vào. Thì đơn giản thôi, bạn có sở hữu thì bạn sẽ mua được. Còn bạn không sở hữu nhé, thì bạn không bao giờ mua được. Kể cả nó còn hạn hay hết hạn. Thế nên để đây gọi là chỉ dành cho những người có thôi. Thế nhiều anh em hay bảo là rôn với một con, sau này có gì mua dần. Nói thật với anh em là mua dần đến Tết Google nhé. Mua dần bao giờ? Anh em có một con ấy. Mà nếu mà muốn lên, mình chưa nói sơn sủng nhé, chỉ cần lên đến kim cương 5 là tổng cộng mất 18 copy. Thì anh em có một con, ừ thì nó collab là nó cho một con hay hai con gì đấy. Nói chung là anh em chắc chắn là kiểu gì cũng được, kể cả không roll gì anh em cũng được. Còn sau này anh em đổi ma sticker thì đến mùa thất nhé. Đến cái lúc chắc người ta đề huề sơn sủng hết rồi, ông bắt đầu mới lặn lội ông lên được cái tầm 4 với 5. Cái nữa anh em hay hỏi mình đấy là cái vấn đề đồ đạc. Thì trước mình cũng có nói rồi là nếu anh em không biết thì anh em có thể ấn vào cái phần chiến lược bình luận này. Nó chỉ một số set đồ và một số huy hiệu này kia. Dĩ nhiên trong này sẽ không kèm background. Thì ví dụ như con Milim này nó sẽ khuyên anh em là bộ thứ nhất là bộ tăng 400 nộ. Thứ hai là bộ tăng 2% đam tổng. Thứ ba là bộ chí mạng. Thì mình nói này cho anh em dễ hiểu nhé. Thì game này ấy, đồ nó không có gì là khó cả. Tại vì quan trọng là bạn có đồ hay không thôi. Nếu bạn có đồ thì phối rất là dễ. Và nó cũng sẽ theo một cái khuôn gần như là nhất định. Nghĩa là đa phần bọn xạ, nếu anh em lúc đầu chưa có đồ thì anh em có thể dùng bộ 2% đam. Bộ công này. Cái bộ công này. Đấy, 2% đam. Và kẹp cái gì? Kẹp thêm bộ hộ tâm là cái bộ tăng 10% bạo kích chí mạng này. Còn sau này anh em có thể có đồ này kia, mình nghĩ cái bộ tăng nộ nó dễ thôi, bộ có sớm mà. Đấy, thì sau này anh em nên sử dụng bộ nộ. Game này nói chung là thường thường là các con bây giờ bảo con đánh tay thì mình nghĩ là nó chưa con nào đánh tay rồi. Mà đánh tay thì nó lại dùng cái bộ khác. Còn về xạ thì mình chưa thấy con nào đánh tay. Đấu sĩ đánh tay nhiều, ừ thì ok, chứ còn xạ thì chưa nữa. Thế nên anh em có thể dập khuôn cho mình một bộ là bộ 400 nộ và chí mạng. Nếu anh em dòng đồ chí mạng này kia cao là anh em có thể thay bằng bộ bảo thương. Thế nhá. Mình sẽ chỉ nói về vấn đề class thôi, chứ mình không nói từng con này kia, nó rất mất thời gian. Nhiều anh em bảo làm từng con đi, bao giờ mới xong. Dĩ nhiên có một số con nó sẽ có những cái bộ khác nhé. Đây, mình sẽ chia theo nghề. Thì trước hết là xạ thủ nhé. Mình đã nói là bộ bộ nói chung là dập khuôn tất cả các con bây giờ đều mặc cái bộ đấy hết. Nếu anh em không có bộ đấy, anh em có thể dùng bộ 2% attack. Con Miku là anh em tùy, nếu anh em thích đam to này kia thì anh em có thể dùng hai bộ 2%. Còn như cá nhân mình vẫn dùng bộ ulti. Tại vì sao?
Vì team mình là team kích nộ lên rất là nhanh nên nó dùng công ty nó hợp lý hơn. Còn nhiều anh em dùng bộ này bộ kia thì anh em dùng team này team kia, hoặc anh em không có bay này kia thì anh em dùng 20% đấy nhá. Còn tiếp theo là đấu sĩ thì cũng gần như các quan, trừ con Rimuru này nó sẽ dùng cái bộ nó hơi đặc biệt tí. Còn lại nhá, như mấy con sorry anh em tí nhá, nói chung mà thiên về tốc đánh, ví dụ như con Rin, Anfet, Xin Thông, Yoko, hoặc là kể cả là con Yasuo hay con Midori cũng được. Nói chung là gần như các con đều dập khuôn. Bộ là bộ tăng bộ tăng bao nhiêu phần trăm nhỉ? Đợi anh em đợi tí nhé. Dạo này có tí tuổi nú lắm. Bộ sẽ tăng 35% tốc độ đánh. Và anh em dùng bộ này anh em nói lắp rồi. Sorry nhé. Dùng bộ này anh em sẽ kẹp thêm đồ hai đồ còn lại thì sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nếu vào những trường hợp gọi nó là đam chính thì anh em có thể kẹp thêm chí mạng hoặc là bộ bảo thương tùy. Còn nếu mà những trường hợp mà nó sợ nó chết sốc ấy thì anh em có thể kẹp thêm bộ phần trăm thủ hoặc là bộ máu, hoặc là tùy tùy nữa. Nếu mà không quá thì có thể là cái bộ phần trăm hút máu ấy tùy. Nhưng mà nếu mà như cá nhân mình thì mình nghĩ là nên cho nó một là đam hẳn, hai là thủ, tùy trường hợp. Nếu như trường hợp mà nó yếu quá, nó cần phải có khả năng trụ đòn để nó chém hồi lại máu thì chúng ta sẽ cho thêm thủ. Còn nếu mà nó là đam chính mà nó không sợ chết thì anh em sẽ cho nó thiên về công là chí mạng bảo thương. Và nói cái con lạc loài tí, một số con thì nó sẽ có những bộ khác, ví dụ như con Rimuru này thì có thể sẽ dùng bộ của bọn xạ, nghĩa là bộ ulti crit, mình cứ nói thế cho nhanh nhé. Còn Tsuzumi này thì có thể dùng bộ hút máu, nếu anh em chưa có bộ hút máu thì đeo một là phun máu, hai là phun thủ nó để nó khả năng nó trụ. Nhưng mà nói chung bây giờ chỉ trừ những anh em OB này kia thì anh em dùng, chứ còn lại mấy anh em newbie dùng con này chán lắm, tại vì nó không kết hợp với con được với team nào cả. Nói chung con này nếu mà anh em new thì gọi là cứ vứt đấy thôi, có thì cứ vứt đấy, đừng nâng vội, tại vì phải có Miku cơ. Con này nói thật là phải có Miku, mẹ sau này ấy, nó sẽ ra một con cái gì Yui Sakai à, mình lại nhớ đến quả Jin Sakai của God of Tsushima đấy. Anh em có xem hay biết game game công mình công nhận là hay, làm đồ họa đánh đấm. Nói chung là một số video khác sau này có thể mình sẽ nói về những tựa game khác chứ không chỉ mỗi tựa game này. Hiện tại thì mình chưa tìm được game nào nó hay hay mình có thể chơi như con Yuna cũng giống con này, cũng là bộ nộ kia. Nói chung là có một số con nó sẽ khác, còn lại là đa phần nó đều dập khuôn hết là bộ tốc độ đánh và kẹp đồ tùy vào phương diện là công và thủ đấy. Tiếp theo chúng ta đến với class tank. Class tank thì thường thường nó sẽ phân ra làm hai loại, một là đồ đồ mà con Megan và con Ayane đều có thể sử dụng này, là bộ ultiu và tăng phần trăm hồi máu tạo khiên. Như cá nhân mình là nhiều khi mình đi một số content mình cũng hay sử dụng bộ đấy, tăng khả năng vừa đam và vừa búp khiên rồi nó. Còn loại 2 thì nó sẽ thiên về những cái con như kiểu con Huros hoặc là Sada hay là con Suzumi thì sẽ thiên về bộ hút máu. Hút máu anh em có thể là kẹp thủ hoặc là kẹp phần trăm hút máu tạo khiên này kia tùy. À quên mất, quên con
Vaseline thì nói chung mình thấy là nó con này thì anh em cứ táng cho cái bộ 1% thủ hết, 2% máu hết. Nói chung cái con này cái con nó không kén đồ đấy. Nói chung mình chỉ trước hết mình chỉ nói những con hay sử dụng thôi, là có 5 gương mặt tiêu biểu rồi. Con Vaseline nó thật nó ít sử dụng á, thế có thì cũng có nhưng mà không nhiều. Thế bây giờ ví dụ anh em up lên thì anh em cũng không đi nhiều thì nói anh em cũng không áp dụng mấy. Thì như ví dụ nhé, bây giờ anh em new, anh em không có nhiều đồ, không có nhiều bộ ulti tiêu chẳng hạn, thì anh em có thể đốt cho mình là 4% thủ, thêm là hoặc là 1% thủ hoặc 1% máu nhé. Hai món kia là tăng 1% tạo khiên và hoặc hồi máu đấy, cho nó là cứng luôn. Còn Kuros này thì lúc đầu chúng ta không có thì sẽ táng, một là full 1% thủ, 2% máu. Nói chung mấy con này nếu mà không có đồ thì giống nhau hết, đều là thủ hoặc máu, thêm hai món hồi máu. Còn sau nếu mà có thì sẽ là ulti, hai con này sẽ là ulti và ulti hồi máu. Mình nói thế cho nó nhanh nhé, chứ bây giờ cứ đọc mình đọc tiếng Anh nó đã ngu sẵn rồi trong con kia. Bây giờ nói lâu anh em lại kêu câu giờ trình bày nhiều. Mấy con hai con này sẽ là ulti heal, con này sẽ là hút máu, còn hai đồ kia thì có thể tùy kẹp, có thể là thủ, có thể là chí mạng. Nhưng nói chung mấy bọn này thường thường tướng tanh thì không nên để chí mạng lắm, thì sẽ là hút máu và thủ máu hoặc là tăng khả năng hồi máu. Con này cũng thế, tương tự như con Kuros. Con Izumi thì nó dạng là class chuyển đổi, nó vừa là thiết giáp, nó lại vừa là đấu sĩ, đâm ra là chúng ta có thể để nó bộ như bọn đấu sĩ tốc đánh kia cũng được, tại vì con này nó thiên về là tăng chí mạng mà khiên nhiều chí mạng, thì anh em có thể là kẹp tốc độ đánh và chí mạng để khả năng chí mạng nó cao này kia, nhất là đi cùng một số con có khả năng búp chí mạng hoặc là búp hút máu này kia thì tuyệt vời. Ví dụ như con Marco, Eric, nhất là Marco. Tiếp theo sẽ đến class thuật sư. Class thuật sư thì mình nghĩ là nó cũng tùy con, mỗi con một kiểu, nhưng mà ra thuật sư thì nó không có nhiều con hay lắm. Thuật sư thì thường thường là thiên về là hỗ trợ nhiều hơn, một số con có thể là thay đam chính cũng được. Ví dụ như con Vivian là một này, con Tào Tháo là hai, là các bạn có thể thay đam chính, à quên, cả cái chi với Santa nữa. Nói chung có một số con có thể thay đam chính được. Thì nếu thay đam chính thì chúng ta sẽ dùng bộ gì? Thì như cá nhân mình thì như con Vivian này chắc là lại bộ giống như bọn xạ. Còn AV con Santa này cũng có thể thế, bộ bộ ulti crit. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là như ba con này thì các bạn nếu mà có thể các bạn nên cho nó đeo cái bộ giống như bọn đấu sĩ ấy, là tốc độ đánh và chí mạng thì hay hơn. Tại vì sao? Vì thứ nhất nhé, là cái background phông nền của con Tào Tháo này là một này, với lại con Santa là hai, là khi nộ lên nó sẽ tăng tốc độ đánh đấy, và tăng tốc độ đánh anh em kẹp thêm bộ kia nữa, anh nó thả cái nó bắn bù, địch nó sẽ mất máu nhanh và nó chết nhanh, đồng nghĩa việc là nó sẽ tiếp tục cái hiệu ứng của cá nhân nó. Nói chung cái này mình sẽ không nói chi tiết về kỹ năng tướng. Còn Akechi cũng thế, còn Akechi thì mình thấy là nó nộ khá nhanh và nộ của nó trừ giáp, nên nếu mà anh em có dùng con Akechi đoạn đầu nếu mà roll được nhiều ấy, anh em cũng nên để bộ đấy, hoặc là những cái bộ nó thiên về như bọn xạ ulti hoặc 400 nộ hoặc là 2% đam thêm chí mạng này kia giật nó sướng. Nói chung thường thường là mấy cái bọn thuật sư này, nếu mà anh em không có đồ anh em cứ cho nó mặc lung tung là xòe, gọi là mình cứ chám là được.
chung mỗi con nó sẽ có một cái kiểu build riêng với những người có đồ. Còn nếu mà có đồ ấy thì nó vô vàn lắm. Ví dụ con Harriet chẳng hạn, anh em đi với team xăm này kia, anh em có thể dùng cái bộ bộ tăng 25 mana khởi đầu ấy, và phát nó gọi hộp nhanh. Gọi hộp nhanh đồng nghĩa việc con Mipu nó cũng sẽ nộ nhanh đấy, rất là lợi. Còn nói chung mình nghĩ chỉ mỗi con này áp dụng thôi, còn con Osuke thì chắc cũng không áp dụng bộ đấy. Còn Osuke nó bộ đấy nó thật nộ, nó lên lâu ấy. Osuke mình thấy là, một là anh em cho đeo những cái bộ nó thiên về công, hai là đeo những bộ thiên về tốc đánh. Nhất là con Osuke có cái nội tại của nó là sau mấy đòn đánh này kia nó sẽ ngẫu nhiên đóng gây băng xương, có thể là đóng băng kẻ địch tùy vào khả năng đánh trúng. Thì nếu nó đánh càng nhanh thì thì đồng nghĩa việc là nó sẽ có khả năng đóng băng địch. Còn con Usuke thì nó thật là nó cũng hơi phèn chúa, nó không phải yếu đâu nhưng mà nó đi không được nhiều content. Nhưng mà dạo mình thấy là nó đi được một số content mới này, ví dụ như cái Final Counter Strike ấy, đấy đi rồng này, hoặc là anh em có thể cho nó đi cốt vi đấy, đi mấy cái đấy hay mà. Có nhiều quái này kia nó đóng băng được nhiều đứa là khả năng pass ải khá cao. Thôi qua cái phần thuật sư đi, tiếp theo đến hỗ trợ. Hỗ trợ thì nhiều anh em cứ bảo là con này có khỏe không, con này có này kia không, con nào hơn con nào. Nói thật là anh em này, tất cả sorry anh em tí nhé, dạo này thay đổi thời tiết hơi đầy hơi. Nói thật anh em là con búp trong game này mình chưa thấy con nào phế, tất cả kể cả con Ume SR cũng ngon. Nên anh em đừng có dại dột mà anh em phút bất cứ một con búp nào, trừ con Ume SR nhé. Để anh em phút up con này con kia lên thì mình không nói, tại vì sao, nó kiếm sau này nó kiếm lại nó dễ. Còn lại những con SR anh em không phút con nào, mình có thể các con của mấy con kia anh em có thể phút, ví dụ anh em bí phút thì anh em có thể phút một số con Rico, Felia là Ryuma vân vân vân. Nhưng mà riêng búp anh em không phút con nào, mình nhất quyết là không phút. Tại vì sao? Vì càng sau này anh em đi một số content thì nó phải cần những con như thế thì anh em mới qua được, chứ còn anh em dùng con khác anh em không qua được. Mỗi con búp trong này nó đều có một công dụng riêng, cụ thể kỹ năng anh em có thể đọc. Còn mình cái này mình chỉ nói về đồ thôi. Thì như búp thì mình có thể nói là dập khuôn là nó theo một bộ, lên cao sẽ là bộ tăng phần trăm sắp và phần trăm hồi máu, nghĩa là 42 ấy. 4 là bộ sắp, 2 là bộ hồi máu. Con nào cũng như con nào. Một số con chúng ta sẽ có thể thay vào tùy chiến thuật. Ví dụ như con Sakura hoặc dép này thì chúng ta nếu mà có độ, nhưng mà mình nghĩ con dép thì không cần lắm. Như con Sakura chúng ta có thể thay bộ 25 năng lượng khởi đầu để đi một số content, và nhất là đi PK PVP ấy. Đấy, đánh nhau này kia thì nó có cái team Ume, Zep, Sakura hoặc là ra cát lượng gì ấy, thì lúc đầu mà nó chỉ cần gẩy nộ con phát là con Sakura nó đủ nộ cái nó khóa mõm 3 đứa, và bây giờ nó khóa tầm 2 đứa chủ lực thôi, coi như là thằng thằng kia là cầm chắc phần thua luôn. Nói chung mình gặp trường hợp ấy nhiều, và mình bây giờ đang thiếu đúng một món để xong cái bộ 2. Sau này đi cái event PK 3v3 lên server đấy ngon luôn, mỗi cái chỉ có hơi đen thiếu đúng một món, bây giờ cho con này thì mất con kia, dở thế. Còn tầm thấp thì anh em có thể đeo lung tung lòe xòe cũng được, nhưng mà thường thường chúng ta sẽ đeo phần trăm máu hoặc phần trăm thủ thêm với lại phần trăm hồi máu tạo khiên. Đấy lúc chưa có bộ sắp thì anh em sẽ đeo mấy cái đấy để chám mà. Còn sau này có bộ sắp thì dĩ nhiên là bộ sắp sắp hồi máu là bộ chuẩn nhất rồi. Với anh em để ý cho mình nhé, là cái phần trăm sắp ấy, nó tối đa chỉ được 50% thôi.
nó chỉ được 5% thôi, và nhiều anh em sẽ hỏi là cái phần trăm sắp là phần trăm gì. Thì đây anh em có thể ấn vào kỹ năng, mình sẽ nói cái đơn cử một con thôi. Đây anh em có thể nhìn cái vòng búp viện, cái phần búp viện trợ này, thuộc tính chuyên dùng cho hỗ trợ, tăng hiệu quả hỗ trợ bị động, có thể nhận thông qua hiệu quả bộ phụ kiện hoặc là ấy bộ phụ kiện hoặc tính năng ngẫu nhiên, nghĩa là một là anh em đau bộ, hai là anh em đập dòng 3, 6, 9, 12 thì nó sẽ ra phần trăm sắp. Cụ thể bao nhiêu anh em tự tìm hiểu. Thì nó sẽ tăng cái gì? Nó sẽ tăng cái này là một. Nếu mà sau này nó tăng lên sẽ là cái này. Bây giờ mình cứ tính nhá, 32%, 32% anh em 50% sắp đúng không? Thì anh em cộng thêm 16% nữa là 48% uy lực nộ. Đấy. Với những con khác anh em cũng tính như thế giúp mình. Anh em có thể tự tính được, cái đấy nó không khó. Kể cả phần trăm lẻ, phần trăm kia anh em lấy máy tính em ngồi em mổ một phát nó ra hết nhé. Cái này mình không tính đâu, mình chỉ tính qua loa cho anh em, ví dụ mắc 5% là 32% cái này của nó đúng không? Cái này là lúc đầu rồi. Khi anh em nâng lên 3 nó sẽ là 32 đấy. Thì thêm 5% nữa là 48% uy lực nộ. Và anh em cho mấy con như kiểu con Ume với lại con Sakura này kia vào. Như với lại cùng với những cái team mà nó thiên về nộ đầu ấy. Ví dụ như con Va này, con Rim, Rimuru hay Milim, cặp đôi Rimi đấy. Nó nhổ một phát thì nói thật với anh em là nó không chết nên nó cũng tàn tật. Đấy như thế nhá. Vấn đề để nói về vấn đề đồ nói hơi lâu, mất thời gian. À, và sắp tới ấy, mình sẽ có làm một số video về phân tích tướng, và phân tích tướng gì thì những cái con tướng đấy mình sẽ đoán là banner tiếp theo nó sẽ ra. Nhưng mà giờ vẫn còn một tuần nữa, chưa kể là hết tuần này thì nó còn một tuần event tầm gọi là giãn đấy, event chờ ấy. Thường thường mình nghĩ chắc là sẽ là xúc sắc thôi, đợt nào cũng thế. Thì có gì mấy con mình dự đoán nó sẽ ra sau. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là sẽ ra con sẽ ra con thuật sư, con gì, con gì mình quên tên mất rồi. Thuật sư hệ Led Red. Hoặc là con Yui Sakai. Nói chung là mình nghĩ có thể là nó sẽ ra Led Red và Colab sẽ là ra mấy con hệ Y đấy. Còn nếu mà nó không nữa thì sẽ đợt sau nó sẽ là con điêu thuyền và con tôn tượng hương. Nhưng mình nghĩ như thế thì hơi nhanh quá. Điêu thuyền và tôn tượng hương thì bây giờ mình mới hệ hiếm xong ấy. Giờ lại điêu thuyền tôn tượng hương thì nhiều khi sốc quá, anh em chưa kịp tích tài nguyên này kia. Nhất với những anh em nào mà Izumi đã roll cạn tài nguyên rồi, nhất là sao là hơi bị khó. À thêm thêm cái nữa, thêm cái nữa là giờ mình nhớ ra, xin lỗi anh em tí nha. À cái này rồi, giờ mình nhớ ra là nhiều anh em có thắc mắc là cái mốc tầm từ mấy nhỉ, năm bây giờ 56 nhỉ, vào năm hay vào 6 là nên chọn cái gì, sở tí cơ hay là vé đỏ hay là sao. Thì mình nói là anh em tùy tùy anh em đang thiếu cái gì anh em lấy cái đấy. Ví dụ bây giờ anh em đang thiếu một chút nữa để anh em có thể roll nốt thì anh em lấy vé đỏ. Anh em muốn ăn collab nhiều hoặc anh em roll con Izumi vân vân này kia, anh em có thể lấy sao. Còn sticker thì tùy anh em. Nhưng mà bây giờ mình nói theo góc nhìn mình nhé. Theo góc nhìn mình này thì với mình thì mình nghĩ là cái moe sở tí cơ này là ngon nhất. Tại vì sao? Tại vì cái độ đa dụng của nó. Anh em có thể mua được mảnh copy thường, mảnh copy hiếm hay là bay hoặc là up bay limited này kia lên. Đúng không? Anh em có thể mua đổi đấy. Còn sao sao anh em có thể kiếm từ nhiều nguồn khác. Dĩ nhiên là
cái sticker này thì anh em cũng có thể kiếm được từ nhiều nguồn, nhưng mà đa phần nó chỉ là event thôi. Và những cái nguồn còn lại thì mình thấy khá ít. Nếu mà nguồn cố định nhé, nguồn cố định là chắc chắn có thì mình thấy có suất thu hồi, mà suất thu hồi thì phải những anh em nào mà chơi lâu rồi, anh em OB này kia full 220 thì anh em bắt đầu là mới mở được suất đấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh em làm nhiệm vụ tháng, mình nhớ là nó chỉ được tầm 15 hay 20 cái thôi. Nếu mà bây giờ mình chúng ta cứ gom gom lại là anh em lấy được hết đúng không, là được tầm 60 với lại 20 là 80 đấy, event này kia nữa. Mà cái nút chai 70 ấy, nó đã tốn 120 đúng không, thì anh em vẫn không đủ, anh em sẽ phải đổi ở event hoặc ăn một số event này kia. Và chưa kể anh em nhiều khi anh em up những quan hệ hiếm hệ thường này kia, anh em thiếu anh em lại phải đổi. Đổi thì đổi bằng cái gì? Đổi bằng moe chứ đổi bằng cái gì, đúng không? Còn dĩ nhiên sao, nếu mà so sánh sao với lại cái vé đỏ này, thì mình vẫn thiên về sao hơn. Tại sao? Vì 10 sao là 3.600, còn 10 vé đỏ thì 2.700 thôi. Chúng ta cứ tính gọi là lấy thóc đổ ra thì dĩ nhiên là thằng sao nó sẽ hơn thằng vé, đúng không? Nhưng mà sao thì nó sẽ chỉ sử dụng vào một số mục đích, nó không thể đa dụng như cái thằng sticker này. Sao thì chúng ta sẽ để vào đâu? Thì như cá nhân mình nhá, sao anh em nên giữ, anh em nhắc collab. Nhiều anh em hỏi collab là cái gì? Collab là cái hợp tác giữa nhà phát hành và một số cái idol ảo hoặc là anime này kia, ví dụ như con Rimuru, Miku hoặc là Son Goku, Doraemon vân vân. Đấy, mình cứ ví dụ như thế, thì còn Son Goku, Doraemon nó chưa ra đâu. Đấy, thì nó là collab. Với những anh em mà rốt tiếng Anh mà không biết thì đấy, nó là nghĩa của từ collab, nó là hợp tác ấy. Thế nó nhanh nhé. Thì sao số này thì chúng ta nên để vào cái collab. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà anh em mà không gọi là không roll bậy này kia, thì đến lúc collab anh em đổi thì chắc mình nghĩ cũng phải được đến tầm 240 là ít. Anh em CEO mới này kia farm clear hải được nhiều, có thể được 300 mấy 400 là chuyện bình thường. Vậy sau sao siếc này kia, thứ nhất là một số event nó cho, thứ hai nữa là mình có thể mua ở shop, và ở shop thường hàng ngày này, xong rồi ở shop shop apo mấy ngày nó reset lần. Mấy shop arena, shop điểm vinh dự ấy cũng được. Cá nhân mình thì mình nghĩ cái shop arena để mình dựa anh em để mua cái 70 thì ngon hơn. Sau này nhiều con collab này kia, nó có những con nó mạnh thì anh em, hoặc là anh em mua một số cái bay limited, ví dụ như bay immortal này kia chẳng hạn, thì anh em cũng phải lấy cái đấy ra anh em up. Chứ còn bây giờ lấy làm sao lấy immortal ra up immortal được, đúng không? Nó rất là tốn, chủ yếu chúng ta lấy một cái xong chúng ta sẽ up dần lên thôi. Đấy. Nhiều anh em cứ so sánh cái vấn đề sao với moe. Bây giờ mình làm cái bài toán đơn giản cho anh em nhé. 80 moe là anh em có thể là được một con hệ hiếm chắc cú, đúng không? Còn 80 sao thì chắc chắn anh em cũng sẽ được một con. Hên anh em có thể được nhiều con, nhưng mà chắc chắn là sẽ được 80 sao được một con, đúng không? Cộng đồ đi kèm. Đấy. Thì anh em bây giờ mình cứ nói tạm là cái này nhá. Anh em đổi 4 lần. Dĩ nhiên cái này nó tối đa chỉ có 3 thôi, nhưng mà anh em đổi 4 lần là anh em được đủ đổi một con hệ hiếm, đúng không? Nhưng mà cái này anh em phải đổi đến 8 lần anh em mới được một con hệ hiếm, nghĩa là sao? Nghĩa là gấp đôi. Dĩ nhiên nó sẽ được thêm đồ này kia vân vân, và mảnh mèo, mảnh tím mèo này kia, đúng không? Nhiều anh em sẽ bảo là nó hơn mà. Những với những anh em mà máu gacha hoặc là cái kia, nó đỏ thì không sao, nó đen cái thì lúc đấy anh em lại bảo mẹ game như cứt game DBRR này kia, mẹ hút máu bố mày, tao không còn cọng lông nào để mày giật đấy, vân va vân vân. Xong quay ra lại chửi game, nghỉ game. Mình nói thật, những cái lý do rất là cứt, thối lắm. Đấy. Còn cá nhân mình thì mình vẫn thiên về moe. Moe nó là cái gì đấy, nó rất đa dụng. Anh em có thể làm nhiều việc, từ
banner tướng đổi hệ thường hệ hiếm đến bay bung này kia, rất nhiều cái. Dĩ nhiên sao chúng ta cũng có thể như thế, nhưng mà cá nhân mình nghĩ nhé, sao chúng ta cứ đáp hết vào trong collab ngon nhất. Thứ nhất là đồ nó anh em vứt vào trong đấy nó cũng sẽ có đồ nhả ra này, xong anh em có thể mua được mảnh banner, mảnh đúng rồi, anh em mua được mảnh, anh em mua được mảnh banner collab này, xong rồi mua được hệ hiếm này, mua được hệ thường này, mua được gói chọn này kia, mình thấy nó ngon, ngon hơn nhiều so với anh em đi luôn. Đấy là đối cá nhân mình là mình dạng đen ấy, mình không 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 hào hứng lắm cái vấn đề roll chay, là mình nghĩ thế. Còn tùy anh em thích thì anh em roll, sao số của anh em mà có phải sao số của tôi đâu, tôi phải tiếc đúng không? Em roll đến cái lúc đấy collab nó không có thì anh em một là cúng vào cho nhà phát hành, hai là anh em nghỉ game, ba là anh em chịu khóa nhìn người ta khoe, thế thôi. Nói chung đến đợt collab khoe đấy mà. Thôi thế nhá, lúc đầu chỉ tính làm 2 phút, bây giờ bôi đến 41 phút rồi. Video cũng dài thì chắc là mình sẽ dừng ở đây. Và PR thêm chút cuối video là nếu anh em nào muốn nạp game thì inbox Facebook bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết. Đấy. Yên tâm là bao uy tín chất lượng nhanh chóng cho anh em. Và sắp tới mình sẽ làm một số video phân tích kỹ năng tướng và này tướng kia. Dĩ nhiên là nó sẽ là ra bên bản đài trước, à nhầm, ra bên bản Nhật trước thì mình mới có thông tin mình nói cho anh em được. Thế nhá, thôi thì tạm biệt anh em, chúc anh em sức khỏe. Video dài quá không anh em lại cứ chê suốt.